chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế kỷ 22. Hẳn là chúng ta đã quá quen thuộc và luôn bị thu hút bởi những bộ phim tiên hiệp hay là những bộ phim cung đấu đến từ Trung Quốc rồi đúng không nào? Thế nhưng các bạn có biết không, những bộ phim này lại bị cấm ở Trung Quốc đấy các bạn ạ. Không chỉ có vậy đâu, mà ở Trung Quốc còn có rất nhiều những điều cấm kỳ lạ khác nữa. Chẳng hạn như là bộ phim hoạt hình chú gấu Pooh đáng yêu, hay thậm chí là họ còn cấm luôn tổ chức lễ Giáng sinh nữa các bạn ạ. Tại sao những điều này lại bị cấm ở Trung Quốc? Ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu các bạn nhé. Top 7 điều kỳ lạ bị cấm ở Trung Quốc. 13 thể loại phim. Hẳn là ai trong chúng ta cũng có một lòng yêu cái đẹp sâu sắc. Đó là lý do dù không ưa quốc gia láng giềng to lớn bên cạnh cho lắm, nhưng một số bộ phim tiên hiệp, thanh xuân vườn trường hay là phim cổ trang của Trung Quốc, một số bạn trẻ vẫn không thể cưỡng lại sức hút mạnh mẽ của nó. Tuy nhiên, niềm yêu thích của chúng ta hẳn đã phải dừng lại. Lý do là vì theo luật kiểm duyệt phim ảnh tại Trung Quốc, chính phủ không cho phép trình chiếu 13 thể loại phim từ cung đấu, đam mỹ, thanh xuân vườn trường cho đến phim xã hội đen, vân vân và mây mây. Ngoài ra, các tác phẩm cổ suý cho giáo phái hoặc tuyên truyền mê tín dị đoan, rất nhiều bộ phim cả nội lẫn ngoại có sự xuất hiện của ma quỷ hoặc hiện tượng siêu nhiên không được cấp phép trình chiếu rộng rãi. Chỉ ngoại trừ những tác phẩm dựa trên truyền thuyết dân gian của Trung Quốc, ví dụ như phim bom tấn Pirates of Caribbean, Dead Man's Chest không có đường ra rạp tại Trung Quốc do chứa đựng một số cảnh ma quỷ và mô tả tục ăn thịt người. Chưa hết, các dòng phim như tiên hiệp, huyền huyễn và dân quốc cũng bị cấm tạm thời, chỉ cho phép chiếu trên mạng, không được lên sóng truyền hình quốc gia hay làm thành phim điện ảnh. Còn khi nào được phép quay trở lại thì Cục Điện ảnh Trung Quốc không nói. Nghe xong đóng lệnh cấm này, hẳn là bạn đang hoang mang nghĩ rằng không lẽ những ngôi sao hạng A xứ Trung sẽ rủ nhau đi đóng phim tài liệu hay là phim hoạt hình để kiếm sống phải không? Mình cũng có chung suy nghĩ với bạn đấy. Tên công ty lạ. Vào năm 2017, Bộ Công Thương Trung Quốc đã ban hành một bộ luật khá khó ở. Đó là sẽ không đồng ý cấp phép hoạt động cho các công ty có tên kỳ lạ, gây khó chịu hoặc dài quá mức. Ngoài ra, các công ty cũng phải đặt tên tránh xa những từ ngữ bị coi là nhạy cảm về mặt chính trị. Ví dụ như đề cập đến cái tên Pháp Luân Công chẳng hạn, và hẳn là khá nhiều người hiểu lý do đúng không nào? Ngoài ra, một số công ty rảnh rỗi sinh nông nổi thường nghĩ ra những cái tên rất khác người để thu hút sự chú ý. Chẳng hạn như công ty sản xuất bao cao su có tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Internet, có một nhóm bạn trẻ có mơ ước, những người tin rằng họ có thể tạo nên một cuộc sống tốt đẹp dưới sự lãnh đạo của bác Neil. Thậm chí, nhiều công ty còn tùy hứng đặt ra những cái tên dị hơn nữa nhằm thu hút giới truyền thông, như Công ty Công nghệ Sợ Vợ Bắc Kinh hay Nhà máy Sản phẩm Lưới Sợ Vợ An Bình. Thế đấy, vậy nếu bạn là Bộ Công Thương Trung Quốc, bạn có thấy quyết định của họ là kỳ lạ không? Hẳn là không đúng không nào? Diễn viên Harrison Ford. Trung Quốc là quốc gia có dân số lên tới hơn 1,3 tỷ người. Đó là lý do đất nước này được xem là thị trường đầy tiềm năng đối với các nhà sản xuất phim Hollywood. Tuy nhiên, vì Trung Quốc khá khắt khe trong việc cho phép các tác phẩm nước ngoài được phát hành nội địa, nên chỉ có khoảng 34 phim nước ngoài mỗi năm được công chiếu tại các rạp ở Trung Quốc mà thôi. Nhưng đây lại được xem là cơ hội vàng để Hollywood thu hồi vốn với các bộ phim bom tấn xịt bị thất thu tại các phòng vé tại Mỹ. Và cũng vì thế, hàng loạt các phim Hollywood tuân thủ các nguyên tắc của Trung Quốc ra đời, từ nội dung cho đến các diễn viên. À, còn một lý do nữa mà mình quên nói tới, đó là vào năm 2016, người giàu nhất Trung Quốc đã mua lại hãng phim Hollywood, nên chẳng có lý do gì mà hãng phim này không tuân thủ các quy định mà đất nước tỷ dân đặt ra. Và ví dụ điển hình mà mình muốn nhắc đến chính là nam diễn viên Harrison Ford, người khá thích chọc giận chính phủ Trung Quốc bằng cách cổ vũ Tây Tạng giành độc lập. Ford là một người ủng hộ lâu năm cho các vấn đề về nhân quyền và luôn thẳng thắn lên án các vụ lạm dụng nhân quyền ở Trung Quốc và sự chiếm đóng của đất nước này đối với Tây Tạng. Ông bắt đầu tham gia vào các vấn đề tại Tây Tạng vào năm 1992, khi vợ ông làm việc với Martin Scorsese về kịch bản cho bộ phim Kundun, câu chuyện về đất Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Cũng nhờ vào bộ phim này mà vợ Ford và đạo diễn của phim Martin Scorsese đều bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc.
Disney nhanh chóng nướng bánh tráng, xin lỗi Trung Quốc sau khi các sản phẩm của hãng bị cấm ở đất nước này. Trò chơi Play King. Vào thời kỳ đỉnh cao của đại dịch Covid-19, một trò chơi có tên là Play King đã bất ngờ nổi tiếng ở cả Trung Quốc và các nước trên thế giới. Dù đã được phát hành từ năm 2012, trong trò chơi này, người chơi sẽ được vào vai kẻ tạo ra mầm bệnh với mục tiêu quét sạch loài người trên phạm vi toàn cầu. Cũng vì lý do này, tháng 1 vừa qua, tựa game này đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng của cửa hàng ứng dụng App Store ở Trung Quốc khi rất nhiều người tìm kiếm các nội dung trò chơi và phim ảnh liên quan đến đại dịch để đối phó với thực tại. Tựa game này cũng dần leo top trong các bảng xếp hạng các ứng dụng của một số quốc gia khác. Thế là sự thành công của trò chơi nhanh chóng thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc và họ đã đưa ra quyết định xóa bỏ trò chơi này với lý do là vì trò chơi chứa nội dung bị coi là bất hợp pháp. Mặc dù Play King đã ra đời được hơn 8 năm với khoảng 130 triệu người chơi, nhưng trước tình hình virus corona đang lây lan mạnh, người ta cho rằng nội dung game dễ dẫn đến những tác động tiêu cực. Trước đó, nhà sản xuất game Endemia Creation cũng đã lên tiếng giải thích và khuyên người chơi nên suy nghĩ và hiểu rõ về trò chơi Play King theo hướng lành mạnh. Tuy nhiên, các tổ chức y tế lớn và cộng đồng vẫn yêu cầu công ty xóa bỏ trò chơi nhằm hợp tác phòng chống dịch bệnh, tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra. Có lẽ, nếu biết trước một dịch bệnh tai họa như thế này sẽ xảy ra trong tương lai, nhà sản xuất game của Play King sẽ không tạo ra một game về nội dung bùng phát dịch bệnh, mà sẽ biến nó thành một trò chơi xây dựng chiến lược phòng dịch. Lúc ấy, hẳn là nó đã chẳng có kết cục bi đát như thế này. Phim Winnie the Pooh. Bạn có biết bộ phim hoạt hình Winnie the Pooh nói về chú gấu đáng yêu thích ăn mật ong hay không? Nếu không, thì hãy search Google một chút rồi mình sẽ nói tiếp cho các bạn nghe nhé. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2013, sau khi một bức ảnh chụp Chủ tịch Tập Cận Bình và cựu Tổng thống Barack Obama đi bên cạnh nhau trở nên hot hòn hòt trên khắp các trang mạng xã hội. Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu bức ảnh này không đi kèm với một bức ảnh khác là hình chú gấu Boo đi cạnh chú hổ Tiger. Sự việc lắng xuống không lâu thì đến năm 2014, một lần nữa, hình ảnh ông Tập bắt tay với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lại được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Và bức ảnh so sánh lần này vẫn là của chú gấu Boo và chú lừa Eeyore. Sau khi các bức ảnh so sánh được lan truyền trên mạng một cách chóng mặt, Trung Quốc bắt đầu công cuộc ngăn chặn tất cả các tấm ảnh, video và những lời bình luận có đề cập đến chú gấu Boo trên Weibo và bộ phim Christopher Robin cũng bị cấm chiếu. Lý do là vì nhà cầm quyền Trung Quốc cho rằng đây là sự nhạo báng lãnh đạo đất nước và họ không muốn nhân vật hoạt hình này trở thành tiếng lóng để ám chỉ ông Tập Cận Bình. Dù khá dễ thương nhưng rất tiếc là chú gấu Boo của chúng ta đã bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc mất rồi. Lễ Giáng sinh. Trong khi chúng ta nhà nhà người người nô nức đón Giáng sinh và xem nó không khác gì một ngày lễ quan trọng của đất nước, thì anh hàng xóm của chúng ta lại hoàn toàn không nghĩ vậy. Từ năm 2014, Trung Quốc đã phát động một phong trào yêu nước trong dân. Một trong số đó là làm hồi sinh tinh thần văn hóa truyền thống của người Trung Quốc. Và thế là Giáng sinh ở đất nước này trở thành một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn. Cụ thể như tại Guangzhou là một thành phố ven biển tại Trung Quốc, nơi có rất nhiều người theo đạo Thiên Chúa Giáo sinh sống. Vào ngày Giáng sinh, Ủy ban Giáo dục Guangzhou đã ban hành thông tư cấm mọi hoạt động ăn mừng Giáng sinh tại các trường học địa phương và nhà trẻ. Còn tại một số trường đại học còn treo biển đỏ trong khuôn viên trường, kêu gọi sinh viên phản đối lễ hội phương Tây phù phiếm. Mỗi năm, quy định về việc xóa bỏ lễ Giáng sinh lại càng siết chặt. Năm 2018, Phòng Giáo dục Trung Quốc đã chỉ đạo các trường học không tổ chức các ngày lễ phương Tây, không được trang trí Giáng sinh và cũng chẳng được tặng áo cho nhau. Thậm chí, việc bán các món đồ trang trí Giáng sinh cũng bị cấm. Ở nhiều nơi, những người theo đạo Thiên Chúa cũng không được phép tham dự các buổi tụ họp vào dịp Giáng sinh và buộc phải thực hiện nó trong âm thầm. Quả là một lệnh cấm có 102 các bạn nhé! Xem phim nhạy cảm. Nếu Nhật Bản là đất nước có nền điện ảnh 18 cộng vô cùng nổi tiếng, thì tại Trung Quốc, việc sản xuất và phân phối các bộ phim có nội dung nhạy cảm là việc bất hợp pháp. Năm 2016, Bộ Văn hóa Trung Quốc lại đi một bước tiến xa hơn,
khi bắt đầu kiểm tra và rà soát các dịch vụ phát trực tuyến hay còn gọi là livestream vì cho rằng đây là nơi thường xuyên phát tán các chương trình khiêu dâm và bạo lực. Ngoài ra, họ cũng phát hiện ra gần 4/5 số người theo dõi trên các nền tảng này là nam giới. Và đa phần, những người họ xem là các nghệ sĩ nữ. Ngay sau khi thông tin này được tiết lộ, lệnh cấm được ban hành. Những người nổi tiếng bị cấm mặc váy ngắn, đi tất và mang áo lẫn khi xuất hiện trên truyền hình. Trung Quốc còn yêu cầu tất cả các công ty phát trực tuyến lớn phải theo dõi các chương trình phát sóng của các nhân viên dưới trướng của họ cả ngày lẫn đêm. Bất kỳ ai muốn tổ chức một buổi livestream đều phải đăng ký tên thật của mình và quét trình nhận dạng khuôn mặt trước khi bắt đầu. Các bạn cảm thấy chủ đề của ngày hôm nay như thế nào? Có đủ hay ho và hấp dẫn hay chưa? Nếu muốn tìm hiểu về một chủ đề nào đó thú vị hơn, hãy comment ngay bên dưới cho Thế Kỷ 22. Và đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!